Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. 32 trên 35 công nhân mắc Covid-19 tại ổ dịch chưa rõ nguồn lây. Hà Nội sáng mùng 7 tháng 8 đã ghi nhận thêm 18 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 7 ca tại cộng đồng và 11 ca tại khu cách ly Sở Y tế Hà Nội sáng mùng 7 tháng 8, cho biết vừa ghi nhận thêm 18 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 7 ca tại cộng đồng và 11 ca tại khu cách ly. Các ca bệnh phân bố bệnh nhân theo quận, huyện, Hà Đông 4 ca, tại Bệnh viện Hà Đông, Đông Anh 3, Đống Đa 3, Thanh Trì 2, Thương Tính 2, Hai Bà Trưng 2, Long Biên 1, Hoàng Mai 1, phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh, ho sốt thứ phát 14, sàng lọc ho sốt 1, liên quan nhà thuốc tại 95 Láng Hạ 2, liên quan Bắc Giang 1, trong đó phân bố bệnh nhân tại cộng đồng theo quận huyện Hà Đông, 4K, tại Bệnh viện Hà Đông, Thường Tính, 2, Đống Đa, 1. Chùm sang lọc ho sốt cộng đồng có một bệnh nhân là TTHL nữ, sinh năm 1966, địa chỉ Hàng Bột, Đống Đa. Bệnh nhân là người nhà của người bệnh đang điều trị tại khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đống Đa. Ngày 6 tháng 8, bệnh nhân xuất hiện ngứa họng được làm test nhanh kết quả dương tính SARS-CoV-2 và lấy mẫu xét nghiệm PCR. Kết quả xét nghiệm cùng ngày khẳng định dương tính SARS-CoV-2 CDC Hà Nội thực hiện. Chùm ho sốt thứ phát có 14 ca, trong đó đáng chú ý có 4 bệnh nhân là các công nhân tại công trình xây dựng trong Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Các công nhân này sống tại láng trong công trình gồm 35 người. Đêm mùng 5 tháng 8, sau khi ghi nhận 4 công nhân làm việc tại công trình dương tính sát COVID-2, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính sát COVID-2 CDC Hà Nội. Hiện đã có 32 trên 35 công nhân tại công trình xây dựng này được xác định mắc COVID-19. Chùm ca mắc liên quan Bắc Giang có một bệnh nhân ở Võng La, Đông Anh chùm nhà thuốc ở 95 Láng Hạ có hai bệnh nhân ở quận Đống Đa. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 1.663 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 999 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 664 ca.